Trong cái video tiếp theo này thì Tuấn cũng chia sẻ tiếp với cả nhà mình hai cái bất động sản nằm ở trong những cái khu dân cư mới của thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay. Đấy là khu đấu giá ở Hà Huy Tập. Đấy. Thì hiện nay là như mình là đang đứng ở trước mặt Tuấn này là đường Hà Huy Tập kìa. Đấy, cái con đường ngay trước mặt rồi. Cách đây chắc mấy chục mét. Đây. Và nếu như mà mọi người chạy tay phải này này, chừng mấy trăm mét thôi là nó sẽ xuôi về cái hướng đấy là đường Phan Chu Trinh. Đấy. Và cái vị trí này nếu mà mình chạy xuôi lên cái hướng trên á, là mình sẽ về các cái khu Hà Huy Tập mới, giống như là làng đại học này, giống như là bán kính khoảng 2 cây là mình sẽ về Eco City Premier, rồi khu vực Mega Market hay trước đây là Metro đó. Và đặc biệt nữa là cái vị trí này mà Tuấn đang đứng ở đây á, khi nay Tuấn xem á, là nó chỉ cách khu làng cà phê Trung Nguyên, là một cái địa điểm mà ai tới với Buôn Ma Thuột mình á, là đều sẽ ghé làng cà phê Trung Nguyên của bác Vũ. Thì cái vị trí này nó cách đây là tầm khoảng 500 mét thôi, 500 mét thôi là tới làng cà phê. Đây là một cái khu dân cư mới. Thì như cả nhà mình thấy ở đây á, có rất là nhiều những cái nhà mới xây thôi, và nó rất là hiện đại, cực kỳ là hiện đại. Mọi người xung quanh đây là Tuấn đấy xem thấy là nhà nào nhà đấy là đều cực kỳ đẹp hết á. Đây là Hà Huy Tập. Còn bây giờ thì Tuấn sẽ đi vào hai cái bất động sản mà hôm nay chia sẻ với cả nhà mình. Nó cách Hà Huy Tập chắc cỡ 50 mét là cùng à, ngay đây rồi này. Đây, ngay cái căn nhà rất là xinh này này, rất là đẹp như thế này này, là cái bất động sản đầu tiên muốn chia sẻ với cả nhà mình. Diện tích của cái lô đất này á, là 5 nhân với lại 16,5. Đây. Hiện nay á, thì lô đất ấy là đang chưa có người ở, chưa có người xây, cho nên là có một mấy cái tấm tôn màu xanh tạm thời nó dựng thôi. Còn khi mà mình về thì mình giữ cái này đi rất là dễ dàng. Đây là 5 nhân với lại 16,5. Dọc cái trục ở đây á, thì nó chia cái ô đất ấy là 5 nhân 16,5 á mọi người. Đây, và một cái lô nữa cũng giới thiệu với mọi người luôn là nằm ở phía đây, ngay chỗ cái chiếc CX5 này đậu này. Đây là 5 mét sát với lại cái nhà có cái tường gạch đỏ. Đây là cũng là 5 x 16,5 mét ở trong khu này. Một lô như thế là gia chủ chào bán là 3,4 tỷ và còn thương lượng. Bây giờ thì Tuấn cũng muốn là mình quay review với cả nhà mình những cái mẫu nhà ở đây, tại vì nó rất là đẹp. Đây, như nhà này rất là đẹp này. Đây, anh camera có thể di chuyển sâu hơn vào đây một chút đó, để quay một số các cái mẫu nhà hàng xóm của các cái ô đất nhà mình. Và dọc đây mọi người thấy rằng là đường thì rất là đẹp, đường thông hết, đường ô bàn cờ, đường ở Buôn Ma Thuột mình khu mới là đường ô bàn cờ, ô tô đậu này thoải mái luôn. Trước mặt là có một chiếc mẹt, hàng xóm mình đều là những người mà rất là tuyệt vời, phải không ạ? Đây, có một số các cái mẫu nhà rất là đẹp này mọi người, ngay cạnh cách nhà mình chừng 2-3 căn. Khu này là thuộc khu dân cư ở phía đường Hà Huy Tập và thuộc phường Tân Lợi của thành phố Buôn Ma Thuột. Nói chung là hướng thuộc về cái hướng mà trục sau này sẽ được phát triển và được đẩy mạnh rất là nhiều. Đây, anh camera quay những cái mẫu nhà ở đây này, cực kỳ là đẹp để cho mọi người xem. Dọc đây nữa này. Khu này mà có 3,4 tỷ thôi mà còn thương lượng nữa. Mình về mình xây cái nhà lên theo cái ý của mình nữa thì rất là tuyệt vời. Đây. Toàn bộ ở đây là đều là những cái nhà mới xây á, thì những cái mẫu nhà đều rất là hiện đại. Đường xá thì thông thoáng ô bàn cờ. Vị trí này là vị trí mà Buôn Ma Thuột, những cái khu dân cư mới và những cái người trẻ của thành phố về đây sinh sống rất là nhiều. Đây. Đó. Trước mặt mình á, là mấy chục mét nữa quẹo sang tay phải á, là cũng ra lại đường Hà Huy Tập rồi. Đường này là đường song song với đường Hà Huy Tập, đường dân cư.
Tuấn xin chia sẻ lại là một lô đất ở đây như vậy á, là 5 nhân với lại 16,5. Tất nhiên là ở khu như thế này thì toàn bộ là phun thổ cư hết rồi. Đấy. Giá chủ chào bán ở đây là 3 tỷ tư và còn thương lượng. Đấy là cái khu này hôm nay Tuấn muốn quay để review với cả nhà mình. Ngoài ra thì bên team của mình á, thì cũng bán rất là nhiều những cái bất động sản khác ở khu vực Buôn Ma Thuột. Những cái nhà phố để cho cả gia đình mình an cư. Thì nếu như anh chị quan tâm đang muốn mua ở tại Buôn Ma Thuột á, thì cứ gọi điện theo cái số hotline mà team mình để ở trên màn hình. Đấy, hoặc là anh chị muốn mua đầu tư những cái bất động sản với cái tầm giá từ khoảng 300 đến 500 triệu thôi ở khu vực Đắk Lắk. Đấy thì cũng có thể liên hệ với bên mình theo cái số hotline. Đấy, hiện nay là giai đoạn hiện nay là mình đang chuyên cái thị trường ở Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk. Đấy. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã bớt chút thời gian để theo dõi cái video này và team mình sẽ tiếp tục săn lùng những cái khu đất, săn lùng những cái quỹ đất đẹp để gửi tới cả nhà mình ở trong những cái video tiếp theo.